Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dương Mịch bị tố là tiểu tam chân chân vào cuộc tình của Tạ Đình Phong và Vương Phi. Chuyện gì đây? Hậu ly hôn Lưu Khải Uy, Dương Mịch vướng vào vô số drama tình ái, không chỉ dính vào tin đồn hẹn hò với Ngụy Đại Huân, vị nhân họ Dương còn bị đồn thổi có mối quan hệ trên mức tình bạn với rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Trang Zoho mới đây bất ngờ có một bài viết đào tên người đẹp tâm sinh Tam thế vào một drama gây sốc. Bài viết với tiêu đề Dương Mịch chen chân vào chuyện tình của Tạ Địch Phong Vương Phi hiện đang khiến dư luận xôn xao bàn tán. Tuy nhiên trên thực tế đây là tin đồn bắt nguồn từ năm 2019, thời điểm đó netizen rầm ran thông tin Tạ Đình Phong và Vương Phi ly hôn, người thứ ba chân chân vào cuộc tình này chính là nàng Bạch Thiện. Tuy nhiên ngay sau đó phía tài tự họ Tạ đã lên tiếng đập tan tin đồn bằng một phản ứng cực gắt. Anh cho biết mình và Dương Mịch chỉ là đồng nghiệp, vài năm mới gặp nhau một lần, lần cuối cùng cả hai có cơ hội chạm mặt chính là sân khấu lễ trao giải. Không biết vì lý do gì tin đồn hẹn hò giữa hai người bất ngờ bị đào xới trở lại và trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ở thời điểm hiện tại, Mỹ Nam vô cực đã có cuộc sống hạnh phúc và kín đáo với thiên hậu C-pop trong khi đó, Dương Mịch đang là quý cô độc thân đắt giá nhất nhi Lan giải trí xứ Trung, được nhiều người theo đuổi, tuy nhiên vẫn chưa từng xác nhận tình cảm với bất cứ ai hậu ly hôn Lưu Khải Uy. Những ngày đầu năm nhâm dần, Dương Mịch dành khá nhiều thời gian cho bạn thân, tụ tập cùng bạn bè đón năm mới. Năm nay, nữ diễn viên tiếp tục không đón Tết cùng con gái tại Hồng Kông, thay vào đó tận hưởng khoảng thời gian bên người thân tại Bắc Kinh. Trang Yifeng cách đây không lâu có một bài viết gây chú ý về hình ảnh netizen sử trùng bất ngờ bắt gặp mỹ nhân tâm sinh tam thế xuất hiện tại một cửa hàng ở Bắc Kinh. Nữ diễn viên cùng với một người bạn đã có khoảng thời gian mua sắm tại gà. Khi trở ra, nữ diễn viên tay sách nách mang túi to túi nhỏ, không khó để nhận ra dương mịch shopping ác liệt tới như nào. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đổ dồn về phía những túi hàng mà dương mịch mua được. Hóa ra, người đẹp họ dương đã có chuyến càn quét cửa hàng nội y Victoria's Secret đây chẳng phải lần đầu tiên cô nàng gây sốt với hình ảnh sắp bình ác liệt như thế này. Còn nhớ vào tháng 12 năm ngoái, Nam Bạch Thiện đình đám cùng khiến netizen tròn mắt với những tấm hình cầm túi đồ nội y nặng đến chịu tay. Trước đây, Dương Mịch rất ít khi lộ diện ngoài đời. Cuộc sống của cô nàng chỉ xoay quanh đóng phim, hẹn hò, di chuyển khắp các thành phố khác nhau để đi dự sự kiện. Tuy nhiên, sau khi chia tay với tình trạng Ngụy Đại Huân, dường như nữ diễn viên dành nhiều thời gian để tút tát, chăm sóc bản thân của mình nhiều hơn đó chính là lý do vì sao vợ cũ của Lưu Khải Uy luôn giữ vững độ hot của mình dù đã trải qua bao thăng trầm. Nói về Dương Mịch, cô từng bị Vương Tư Thông có nhiều lời nhận xét không trong quá khứ, sau mối quan hệ của cả hai đã cải thiện gần đây, còn nhớ năm 2011, một đoạn video nhạy cảm được cho là của Dương Mịch được phát tán trên mạng xã hội, người đẹp này ngay lập tức lên tiếng phủ nhận, chuyện lộ clip nóng, Vương Tư Thông thời điểm đó cũng lên tiếng nói đỡ. Tuy nhiên mang nhiều phần miệng mai trong câu nói. Tôi đã xem video này 9 lần rồi, quả thật không phải Dương Mịch, không có nốt ruồi nào cả. Khi Dương Mịch hát ca khúc Cung Dưỡng Ái Tình, Cung Tọa Tâm Ngọc Ors và nhận dạy ca sĩ trong nước được yêu thích nhất, vườn Tư Thông một lần nữa bày tỏ trên mạng xã hội, tôi cầu xin Dương Mịch sau này đừng hát nữa. Năm 2012, khi Dương Mịch mặc bộ váy lộng lẫy xuất hiện trong một sự kiện, vườn Tư Thông lập tức công kích, toàn thân mang lại cảm giác rẻ tiền, không có gì có thể che được khí chất quê mùa. Có thể nói thời điểm đó mối quan hệ giữa Vương Tư Thông và Dương Mịch như nước với lửa, đôi bên không ưa nhau ra mặt. Bẳng đi một thời gian đến năm 2015, thiếu gia họ Vương bất ngờ nói trong một chương trình, tôi rất thích Dương Mịch, tôi nghĩ cô ấy là một người phụ nữ rất thú vị. Anh cũng tiết lộ thường xuyên cùng với Dương Mịch chơi game, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Thậm chí Vương Tư Thông còn tiết lộ sẽ kết hôn với sao nữ họ Dương nếu như cô ly hôn, nhiều cư dân mạng bày tỏ không rõ vì lý do gì mà hai người xóa nhòa ân oán năm xưa. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.